Hello, xin chào tất cả bà con. Nay em test tiếp con Mayak Yamazaki trọng tâm 2006 2m6. Con này máy hàng bãi nha, đầy đủ đồ, chỉ có thiếu cháu trái thôi. Xuyên nét mâm chính thắng, bơm nước đầy đủ nha, thùng má. Con này thì tuyệt đẹp, băng bồng thì ok hết, còn nguyên bản. Còn luôn mấy cái băng đỡ này, thông số của nó đây, dài 3m9, chấm tầm 26, lỗ 52, qua hầu 607, qua băng 406, qua dao 206, qua ngang đường ngang băng là 308, mâm tập 203, đường 3 pha 200V nha. Mấy ông chạy số còn tất cả đều ok hết nha. Trong con này là riêng từ A tới Z, có hầu rời nha anh em, chủ yếu là có hầu rời nha, hầu tháo rời nha. Rồi test luôn, bật lên rồi có bơm nước chạy rồi nha. Rồi quay là hoàn hảo luôn nha anh em. Còn răng bồng thì đây, anh em xem kỹ nha. Hút em chạy. Hút không sư phụ. Dạ, dạ, cảm ơn. Máy này vậy. Em hầu như là không thích nhông nha. Anh em tự xem nha. Em không rành lắm. Anh em nào cần thì có gì alo anh nha. Bề khỏi che, nay rồi đẹp.